Vâng, xin chào tất cả mọi người và xin chào bà con nha. Ngày hôm nay cởi về đây em lại giới thiệu cho các bác lên một lô máy có hai chiếc máy cắt cỏ đẩy này. Đó, hai chiếc máy cắt cỏ đẩy này, ba chiếc máy đất sới đất mili cào cào này và một chiếc máy bơm nước cực VIP cho các bác nhá. Thì cởi về đây anh em mình chuyên cung cấp về tất cả các hàng Nhật bãi như máy cơ xích, bơm nước, thổi lá, tỉa cành. Số điện thoại mọi người là 0961350510. Các bác nào đang có nhu cầu muốn mua sắm sửa cho gia đình nhà mình một chiếc máy hàng Nhật bãi thì cứ liên hệ qua số điện thoại bên em. Số điện thoại này của em có liên kết với Zalo nhá. Các bạn nào nghe không rõ số điện thoại thì có thể bấm ở dưới đường link, để số điện thoại em có để dưới đường link ạ. Rồi, thì khi mua một chiếc máy tại cửa hàng Việt Anh em thì các bác được nhận hàng, em bao ship toàn quốc nha bác nha. Các bác được kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng, cảm thấy ok thì thanh toán với em. Đấy, máy em này thì cực đẹp cho các bác luôn. Rồi, các bác đã xem video thì hay cho em xin một like, một đăng ký kênh, bật chuông thông báo nhận video sớm nhất tại cửa hàng bên em. Sau đây giới thiệu chi tiết từng sản phẩm ngày hôm nay một cho các bác. Ok, em đầu tiên ngày hôm nay là một em đến thương hiệu Taraka các bác nha. Em này là 34cc, lòng 38 ly các bác nha. 38 ly cho các bác này, dòng Taraka này. Đó. Hàng rất là khỏe, ok cho các bác luôn. Tay cầm đây, cái đẩy đây, các bác nào mà nhà có diện tích cắt cỏ mình muốn mua một chiếc máy về xài cắt gia đình đấy, các bác đẩy đi đẩy lại cho nó đỡ phải vác những chiếc máy lặng thì lên sử dụng em này nhá. Công suất lớn này. Em này thì các bác mua về sạc đất, mua những cái bộ đầu sạc đất về làm rất là ok cho các bác luôn. Rồi, em này thì bán cho bác là 1.700.000, bao ship, kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng, ok, thanh toán này 1.700.000. Em số 2 là một em Taraka. Em này là 328 nha, 32cc, lòng 38 ly, Make in Japan cho các bác luôn. Cần này cần dài cho các bác nhá. Cần này cần dài cho các bác này. Đấy. Có chắn cỏ này, cái này em tặng kèm cho các bác dao, dây đeo, chắn cỏ, quần cước đầy đủ hết cho các bác. À, nhận hàng thì các bác kiểm tra ok thanh toán này. Em này thì 38 ly về mua về đầu về sạc đất đều ok hết nhá. Em này bán cho bác là 1.800.000 các bác nhá, 1.800.000. Rồi. Sau đây thì giới thiệu các bác về dàn sới. Thì đầu tiên là một em dàn sới đến từ thương hiệu Robin. Em này thì máy là động cơ 4 thì nhá bác nhá. Bình nhớt đây này, bình xăng đây. Thì các bác nào chị em phụ nữ ở nhà muốn mua một chiếc máy sới đất về làm gia đình nhưng mà rất là ngại việc xăng riêng phải xăng pha nhớt thì các bác dùng cái dòng máy xăng riêng nhất riêng này nhá. Em này thì là Robin BH3500 nhá, 35cc, lòng 40 ly cho các bác luôn. Trọng lượng của chiếc máy này rơi khoảng 19 kg nhá. Rất là phù hợp cho các bác ở nhà làm vườn rau. Hiệu quả của công việc này gấp 5 gấp 10 các bác ngồi cuốc nhá. Mà giá thành thì rất là rẻ thôi. Các bác mua về dùng thì rất là ok luôn. Đó, em này thì đấy, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, rất là ngon luôn. Đó, ok. Em này thì bán cho các bác là 3.200.000 thôi nha bác nhá. 3.200.000 em Robin 4 thì này cho bác. Bác nào mua ok chốt thì cứ liên hệ số điện thoại giúp em. Em sẽ test máy thử máy qua Zalo các bác nhá. Rồi, đến em số 2 ngày hôm nay là một em đến thương hiệu là Komatsu các bác này. Komatsu 42 các bác nhá. Dòng này thì nó là máy của Mitsubishi TL42 đấy các bác ạ. Đấy, nhưng mà Komatsu lấy thương hiệu về để làm nổi bật cái thương hiệu nó lên nhá. Thì em Komatsu này tính năng đầy đủ cho bác luôn. Hai bộ dàn sới của nó là 40cm các bác nhá. Hai bên là 40cm, giúp các bác sới rãnh này hay là sới đất, sới vườn rau xài rất là ok. Gia đình nhà em thì dùng hai cái liền cơ. Đấy, dùng hai cái liền, hai hiệu quả công việc thì cực kỳ cao luôn. Đấy, buồn buồn thì vẫn mang đi sới đất thuê cho bà con. Đó, ok. Em Komatsu 42cc lòng 40 ly này bán cho bác giá là 3.400.000 các bác nhá. 3.400.000. Bắt đầu chốt thì liên hệ qua số điện thoại giúp em. Rồi, tiếp nữa, đây là một em Komatsu xịn, Komatsu của nó này. Đấy, đây là dòng Komatsu cao cấp của nó luôn. Em này thì 4250 42cc lòng 40 ly các bác nha. Đấy, em này thì còn rất là mới luôn. Kia riêng cái bộ dàn sới của nó thì cực kỳ đẹp cho các bác nha. Đấy, bộ lưỡi sới này rất còn sắc bén luôn mà chưa bong sơn các bác nha. Zin nguyên bản từ A đến Z cho các bác luôn này. Đó, Make in Japan đầy đủ. Dòng Komatsu này chạy thì cực kỳ bốc cho bác nha. Đấy, trọng lượng nó có ghi trên này là 19kg này. Đó. Rồi, em máy sới này thì bán cho bác là 3.500.000 thôi nha. 3.500.000 em Komatsu này. Đấy, hệ thống công tắc ở trên tay này đây, các bác chỉ việc giật lổ. Đấy, giật lổ xong những cái dòng máy về máy sới này thì các bác không phải vào số. Chứ cũng số tiến số lùi làm gì cả, vào số rất là mất thời gian. Thì những cái chiếc máy này các bác chỉ việc ga lên nhá. Đấy, lổ máy lên. Đặc biệt là cái em Komatsu này này thì em nó có hệ thống giảm giật này, các bác chị em phụ nữ xài kể cần kéo như kéo dây chun thôi, kéo phát là máy lổ luôn nhá. Đấy, đây chỉ việc ga lên là máy chạy thôi nhá. Mà dòng này thì dùng cực kỳ hiệu quả đấy các bác nha, các bác lên sử dụng. Đấy, các bác nào đang phân vân thì cứ liên hệ cho em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là nhất thiết thì tôi sẽ test máy cho các bác xem. Đấy, hiệu quả công việc cực kỳ cao luôn cho các bác luôn. Đấy, mà mình bỏ ra giá tiền thì
Nói chung là nếu các bác nào làm trồng nhiều, trồng hoa, trồng rau củ quả nhiều thì lên sử dụng một chiếc máy này cho các cô. Đấy, cô nhà gia đình nhà mình dùng mang đi cuốc sới vườn rau rất là ok cho các bác luôn. Cái độ sới của những chiếc máy sới này nó rơi tầm khoảng 30, ít nhất là 30, 20, 30 cm để các bác từ sâu xuống các bác cuốc, cũng khoảng các bác cuốc thôi. Mà cái này đập tơi đất, nhuyết đất luôn. Đấy, làm thì một ngày làm được 6-7 luống liền. Rất là ok luôn, mà mình một ngày các bác cuốc thì giỏi lắm chỉ được khoảng 2 luống thôi. Đấy, nên là hiệu quả rất là cao. Mà việc là việc mình đổ phân lên xong mình sới lại một lần nữa là mình có thể gieo trồng được luôn nhá. Rồi, đến một chiếc máy bơm nước ngày hôm nay. Cái em này đến thương hiệu Cosin các bác nhá. Kito Japan này. Em này thì công suất là 25cc, lòng 34 ly các bác nhá. Máy này còn rất là đẹp cho các bác luôn. Đặc biệt hơn nữa là em có hệ thống hút này các bác này. Đấy, các bác lổ máy lên xong các bác đóng gió này. Đấy, đóng vòi hút lên thì mở nó ra thì sẽ hút nước lên nhá. Đây là cái bộ lọc của nó này. Đấy, em này rất là xịn sò cho các bác luôn, đầy đủ hết cho các bác, chỉ việc về dùng thôi nhá. Em này là đẩy là 110 lít trên phút và cột áp của nó là 35 nhá. Trọng lượng là 5,5 kg. Đấy, nhưng em này thì các bác mua máy bên em về là chỉ việc nhúng xuống ao, xuống suối, mang ra test nước đều ok luôn, tưới tiêu rất là ok. Rồi, em này thì bán cho bác 1.600.000 bao ship các bác nha. Máy rất mới cho bác luôn. Ok, em vừa giới thiệu cho bác một chiếc máy bơm nước này. Đấy, 3 chiếc máy sới đất mini và 2 chiếc máy cắt cỏ đẩy tay. Các bác là có nhu cầu quan tâm sản phẩm liên hệ số điện thoại 0961350050. Thì sau đây xin phép kết thúc video. Cảm ơn mọi người theo dõi video và hẹn mọi người những video tiếp theo.